Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Cha Cha TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin thưa với các bác, vào lúc khoảng 8 giờ tối, tôi muốn tâm sự với các bác, chia sẻ với các bác về CEO Phương Hằng. Có lẽ lời đầu tiên thì tôi vẫn phải chúc mừng CEO Phương Hằng. Chị đã ra tòa với một cái thần thái có thể nói rằng là rất là đặc biệt. Có lẽ chúng ta phải cảm ơn các gọi rằng là các gọi là như thế nào nhỉ? Các giám thị tại trại tạm giam, bởi vì đã tạo điều kiện để mà chị Phương Hằng có thể thấy rằng là trang điểm rất là đẹp, son này, rồi kẻ lông mày này, đánh phấn này, búi tóc này, có kẹp tóc vô cùng tuyệt vời. Và chưa kể rằng là chị còn đeo thêm cả trang sức nữa. Đó là một cái tôi nghĩ rằng là đối xử với chị rất là tuyệt vời. Và các bác có thể thấy thần thái của CEO Phương Hằng thì có thể nói rất là rạng rỡ. Mặc dù là không kháng cáo, tuy nhiên thì CEO Phương Hằng vẫn được giảm 3 tháng tù. Vẫn được giảm 3 tháng tù. Và thật sự phải chia sẻ với các bác một cái điều thế này. Chúng ta không muốn nói chuyện với cả nhiều người khác, nhiều 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 về nhiều người khác nữa, nhưng mà cái hình ảnh mà CEO Phương Hằng là ôm nhân viên của mình khi mà ra tòa, nó cũng cho thấy rằng là chị đã sống một cái tình cảm rất là chân thành. Có lẽ chị là người yêu ghét rất là rõ ràng, và yêu ai quý ai thì chị thể hiện thái độ có thể nói rằng là tức thời ngay, và cũng là một trong những cái đặc trưng của CEO Phương Hằng. Thế nhưng mà nhiều khi nó cũng lại trở thành một cái bất lợi. Có lẽ siêu vàng đã nhận ra cái điều này rồi, bởi vì cũng vì cái tính khí đó cho nên là mới có cái chuyện chỉ đứng tại đây và nhận một cái mức án khá nặng, tức là hơn 2 năm tù giam. Vừa được giảm 3 tháng nhưng đó rồi có 2 năm 6 tháng tù giam, chỉ để 2 năm 9 tháng, để giảm 3 tháng thì còn 2 năm 6 tháng tù giam. Như vậy thì mức án đối với chị là tương đối nặng chứ không phải rằng là nhẹ đâu. Bởi vì đối với nhiều nền tư pháp ở trên thế giới thì những cái trường hợp như siêu Phương Hằng, người ta sẽ để cho tranh chấp dân sự, tức là có kiện và khởi kiện, chứ không có chuyện rằng là hình sự hóa sự việc như thế này để rồi thành ra cái phân xử, thành ra cái nó gọi rằng là đau đớn cho cả hai. Ví dụ các bác có thể thấy gần như là hai bên ở trong cái cuộc tranh cãi nổi tiếng nhất Việt Nam thì đều dính vòng lao lý cả. Một bên là siêu Phương Hằng, bên là rồi những người trợ giúp như là Nhi, rồi bên kia thì đó chúng là chúng ta thấy rằng là luật sư Trần Văn Sĩ, chúng ta cũng thấy đó là bà luật sư Đặng Thị Hàn Ni, thì đều với vòng lao lý hết. Có lẽ là kỳ lạ, với một mối quan hệ kiểu như thế này thì hầu hết các quốc gia thế giới họ sẽ dành cái tranh chấp dân sự. Cho nên ấy, mặc dù thật sự tôi không thích siêu Phương Hằng ở cái giai đoạn sau, nhưng với cái cách mà chị phải ra tòa như thế này thì tôi cho rằng vẫn giữ quan điểm của mình, đó là không đáng. Nếu liên quan đến vu khống, liên quan tới làm nhục người khác thì chúng ta đều có những cái luật, cái điều có cái điều luật ở trong cả bộ luật dân sự lẫn bộ luật hình sự. Thế nhưng mà để thành cái theo cái điều 331 thì có lẽ đối với siêu Phương Hằng. Tất nhiên chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, chúng ta cũng sẽ phải học được nhiều ở đó. Vừa rồi thì tôi mới nêu cái quan điểm của mình về mặt pháp lý, nhưng về mặt đạo lý thì thật sự tôi vẫn không chấp nhận nổi cái thái độ của siêu Phương Hằng, đặc biệt là sau tháng 6 năm 2020 thì các bác có thể thấy rằng là 21 tháng 6 2021 thì tôi đã cảnh báo và nhiều người nói rằng là tôi quay xe. Thực tế chị đang làm rất tốt công việc của mình. Nếu như không có chị Phương Hằng, công ra công tội ra tội nhé, chúng ta nói về công chứ, nếu như mà không có cái lên tiếng của siêu Phương Hằng tạo nên một sự hậu thuẫn của toàn xã hội liên quan đến vấn đề từ thiện, thì chắc là chúng ta sẽ chưa có được cái nghị định 93 năm 2021 của chính phủ. Nghị định này thì thay thế các nghị định cũ để mà đưa cái hoạt động từ thiện vào trong cái khuôn khổ nó chặt chẽ hơn.
Bởi vì một khuôn khổ pháp lý nó chưa đầy đủ thì nó có thể tạo điều kiện cho nhiều người trục lợi. Còn cái việc mà dấy lên cái việc mà người ta phải minh bạch hóa, phải sao kê là đó kia, thì tôi lại cũng thì tôi cũng biết rằng là tôi ủng hộ cái quá trình minh bạch hóa. Thì đã ra được cái nghị định 93 đó, và phải nói dù ai có ghét siêu phương hằng đến từng nào nhá, tôi nói thật với các bác này, ở đây có nhiều bác đã chắc là các thích siêu phương hằng, nhưng tôi nói rằng là ai có ghét siêu phương hằng đến mức độ nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận, không thể phủ nhận cái việc này, cái công sức này, công lao này, và chúng ta phải ghi công cho chị một cách rất là đàng hoàng. Và cái hoạt động từ thiện từ hồi đó đến giờ được chấn chỉnh quy củ thì cũng là một phần lớn nhờ siêu phương hằng. Cái thứ hai nữa thì đoạn này là chúng ta nói về một cái nó chưa được. Chưa được thì không phải là về mặt pháp lý và về mặt đạo lý. Tôi không muốn nó phải đi tù cả. Tôi đã phân tích khía cạnh pháp lý với các bác ở giai đoạn trước là siêu phương hằng là cái đoạn sau. Đúng không? Tôi phân tích là pháp lý là không ổn, không nặng, là việc đi tù là quá nặng. Thế nhưng về mặt đạo lý mà nói thì cái việc mà vu khống, nhục mạ, xúc phạm người khác, tung thông tin giả là không được, là không được. Bởi vì tôi cũng là một nạn nhân mà các bác đều biết rồi, thậm chí rằng người ta nói tôi thế nào cũng được, tôi có thể chấp nhận. Nhưng người ta còn lôi cả vợ con tôi ra, thậm chí lấy ảnh của chị gái tôi, chị Ngình lên để mà bêu xíu, để mà nhục mạ, thì thật sự đó là cái điều rất khó chấp nhận. May mà tôi có những người yêu thương yêu quý của mình ở bên cạnh, cho nên là tôi mới trải qua cái này. Và quãng thời gian sau thì các bác có thể thấy rằng là người ta đã chứng minh, để chứng minh là tôi không một vấn đề gì cả, đúng không? Cho nên ấy, cái việc này là liên quan đến vấn đề đạo lý. Chúng ta sinh hoạt ở trên mạng thì cũng giống như sinh hoạt ở ngoài đời, tức là chúng ta phải tương đối nghiêm túc, cái gì đùa ra đùa, cái gì là thật ra thật, và đặc biệt nói đến chính trị, nói đến một số phần khác thì chúng ta phải thể hiện một thái độ nghiêm túc. Trong cái chuyện này thì rõ ràng siêu phương hằng bằng cách là công kích cá nhân nhiều người là cái điều không nên. Có lẽ là do quá nhiều người đã follow chị, đã thần tượng chị ở trong giai đoạn 1, và có hẳn một cái đội ngũ YouTuber là luôn đi theo và tung hô, luôn đi theo và tung hô, thì chị đã có một cái cảm xúc nó vượt quá lên, và từ đó nó hình thành nên một cái mà chúng ta hay gọi rằng là từ dân dã thì người ta gọi là ngáo quyền lực, nhưng mà cái từ bình thường chúng ta gọi là coi mình là người nổi tiếng và có quyền lực. Thực tế tôi cũng như các bác ở đây, cũng giống như mỗi bác lo công ở ngoài kia, chúng ta đều có mỗi công việc của mình và chúng ta cố gắng làm tốt cái công việc đó hết mức có thể, thì đó là một cái rằng là không có nghề nào sang hơn nghề nào, cũng không có nghề nào kém hơn nghề nào, chỉ có người nào tử tế hơn và người nào không. Nên câu chuyện của siêu phương hằng thì thật sự nó dạy cho chúng ta vô vàn nhiều bài học. Và chúng ta có thể thấy rằng là sau cái tháng 6 năm 2020 thì cái việc mà rất cái lượng view của chị sụt giảm thì cũng là một cái tín hiệu để chúng ta có thể cho thấy rằng là nhiều người cũng quay lưng với chị Phương Hằng sau được đó, chứ không chỉ là riêng mình tôi. Bởi vì phàm đó là những người bình thường mà có chính kiến cũng như rằng là có cái sự phân tích thì đều thấy rằng là sau cái đoạn đó thì chị không ổn một tẹo nào. Chúng ta cũng học qua hai cái vụ án này để chúng ta thấy rằng là xúc phạm bịa đặt thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự như là chị Phương Hằng. Nhưng chúng ta còn muốn thêm một cái điều đặc biệt hơn nữa, đó chính là nói thông tin đúng sự thật như bà Hàn Ni, nhưng cũng vẫn bị xử lý là bởi vì liên quan tới tiết lộ bí mật đời tư, tiết lộ bí mật đời tư thì cũng bị xử lý và cũng vẫn có thể đã đi tù. Đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là pháp luật không đùa được. Và trong vụ việc này thì các bác có thể thấy rằng là nhiều người phải có đến quá hàng chục năm làm ở trong lĩnh vực pháp luật, pháp lý mà vẫn còn dính vòng lao lý thì không đùa được đâu. Mà điều đó cho chúng ta thấy một cái điều thế này, đó là pháp luật, pháp lý nó vẫn chịu. Nếu một người giành pháp luật mức độ như vậy mà vẫn vi phạm thì rõ ràng pháp luật nó chưa được tường minh, nó chưa được rõ ràng, nó chưa được cụ thể để điều chỉnh hành vi, và có thể nó áp dụng một cách
Tôi cho rằng là nó chưa đúng lúc đúng chỗ. Tại sao không áp dụng điều luật vu khống có? Tại sao không áp dụng điều điều luật làm nhục có mà lại áp dụng cái điều 331? Thì trong một việc này tôi có học được rất nhiều. Và dù sao thì nhìn cái vẻ tươi vui của chị Phương Hằng thì chúng ta cũng chúc mừng chị. Nhưng quan trọng nhất chúng ta học được gì trong câu chuyện này? Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.